Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính có trong ngày hôm nay. Quyết chiêu mộ Savic, siêu trung vệ thay mắc quay. Hỏng pháo ngoại hạng Anh sẵn sàng gia nhập MU. Ten Hag đã xác định ba cầu thủ quan trọng nhất và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Quyết chiêu mộ Savic, siêu trung vệ thay mắc quay. Theo báo anh, MU vẫn chưa từ bỏ ý định mua tiền vệ Milinkovic-Savic của Lazio. Milinkovic-Savic còn hợp đồng với Lazio tới năm 2024, nhưng Lazio sẵn sàng bán cầu thủ này nếu được giá. Cả Chelsea, Real và Arsenal đều được liên hệ với Milinkovic-Savic, người đã chơi 303 trận, ghi 60 bàn thắng và có 57 kiến tạo cho Lazio và hiện vẫn là nhân tố chủ chốt ở hàng tiền vệ đội bóng thủ đô nước Ý. Phí chuyển nhượng của cầu thủ này hiện ước tính khoảng 70 đến 80 triệu euro. Bên cạnh đó, theo truyền thông Anh, Eric Ten Hag đang mất kiên nhẫn với Harry Maguire và muốn lên kế hoạch tìm mua thêm một trung vệ thay thế. Theo đó, trung vệ Hàn Quốc Kim Min Jae đang là người được chiến lược gia Hà Lan nhắm đến. Mình điện thoại MU khuyên đồng hương gia nhập Quỷ Đỏ. Cựu cầu thủ chạy cánh người Ecuador của của MU Anthony Ovalencia khuyên tiền vệ đồng hương Moy Casedo gia nhập MU. Caicedo đang thi đấu nổi bật ở tuyến giữa của Brighton. Caicedo chơi hay đến mức sau khi ký hợp đồng dẫn dắt Chelsea, Granham Potter muốn lập tức đưa học trò cũ của mình đến với đội chủ sân Sam Fabric. Valencia cho rằng Caicedo phù hợp một cách lý tưởng với MU của Eric Ten Hag. Huấn luyện viên người Hà Lan vẫn muốn bổ sung ít nhất một tiền vệ nữa, cho dù MU đã chiêu mộ Eriksen và Casemiro hè này. Hỏng pháo ngoài hạng Anh sẵn sàng gia nhập MU. Phát triển mạnh mẽ kể từ thời điểm gia nhập Brentford, Ivan Toney tiếp tục giữ được phong độ ấn tượng mùa này với 5 bàn thắng và hai pha kiến tạo sau 7 lần ra sân tại ngoại hạng Anh. Vì vậy, dễ hiểu khi Toney đang được MU để mắt đến và dường như chân sút người Anh cũng đã có quyết định cho đội chủ sân Old Trafford. Theo tiết lộ từ ký giả Peter Oralke, Toney chắc chắn sẽ không từ chối nếu có cơ hội được chuyển đến MU. Hiện tại hợp đồng giữa Toney và Brentford vẫn còn thời hạn khoảng 3 năm, nên hiện nhiên MU cũng đã có quyết định cho đội chủ sân Old Trafford. Theo tiết lộ từ ký giả Peter O'Rourke, Tony chắc chắn sẽ không từ chối nếu có cơ hội chuyển đến MU. Hiện tại hợp đồng giữa Tony và Brentford vẫn còn thời hạn khoảng 3 năm, nên hiển nhiên MU sẽ phải bỏ ra một khoản phí không nhỏ để thực hiện thương vụ này. Chelsea chạy đua cạnh tranh mục tiêu của MU Liverpool Sau MU và Liverpool, Chelsea đã gia nhập cuộc đua nhằm có được tiền vệ trẻ giúp Bellingham của Dortmund Bellingham được Dortmund mua về từ Birmingham City vào năm 2020 với giá 20 triệu bảng. Giá trị của Bellingham thời điểm này đã tăng vọt lên tới 100 triệu bảng, nhờ vào phong độ tỏa sáng của anh trong màu áo Dortmund. Mặc dù vậy, Chelsea không ngại bạo chi để đạt được mục đích của mình. Họ được cho sẽ hỗ trợ tài chính hết mức cho tân huấn luyện viên Graham Potter. Inter muốn có Van der Beek Truyền thông Italia đưa tin, Inter Milan đang có kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Donny van der Beek của MU. Nửa xanh Thánh Milan coi cầu thủ người Hà Lan là mục tiêu phù hợp về mặt chiến thuật lẫn tài chính. Van der Beek vẫn chưa tạo được sự ấn tượng sau khi trở lại quỷ đỏ ở mùa giải này bất chấp sự xuất hiện của Ten Hag. Tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh năm 1997 chỉ mới được sử dụng 19 phút tại ngoại hạng Anh. Ten Hag định sẵn hai vai trò cho Casemiro. Casemiro là tiền vệ đẳng cấp thế giới, người đã 5 lần vô địch C1 và được Man U mua về với số tiền đắt giá. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi McTominay mới là cái tên được ưu tiên hơn ở giữa sân từ đầu mùa. Lần đá chính duy nhất của Casemiro trong màu áo quỷ đỏ đến từ trận thua trước Sociedad và anh đã bị loại trong chiến thắng của MU trước Serit mới đây. Tuy nhiên, theo Trot, Ten Hag có hai kế hoạch cho cầu thủ 30 tuổi. Đầu tiên là để Casemiro hoạt động như một máy quét nơi tuyến giữa điều mà anh đã quen thuộc khi còn chơi ở Real. Thứ hai là anh sẽ đóng vai trò liên kết giữa hàng thủ và hàng tiền vệ, điều mà Eric Ten Hag từng định sẵn cho để dòng. MU có lý do để hy vọng Casemiro và Eriksen sẽ sớm tạo nên mối liên kết lý tưởng, nhưng với sự xuất sắc của McTominay, không có gì đảm bảo rằng ngôi sao xứ Samba sẽ sớm được tin dùng. Dù sao, chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha, Graham Hunter đặt niềm tin vào Casemiro. Ngoài hạng Anh là giải đấu có cường độ hoạt động không ngừng nghỉ, vì vậy bất kỳ cầu thủ nào cũng cần thời gian để thích nghi, cho dù họ có ma thuật như Casemiro hay không. Nhưng về sự quyết liệt, tinh thần và tính cách thì MU chắc chắn đã có được người phù hợp. Ten đã xác định ba cầu thủ quan trọng nhất của MU. Lisandro Martinez sẽ không quá khi nói rằng Martinez đã thay đổi hoàn toàn diện mạo hàng phòng ngự của MU không một trung vệ nào khác tại Old có thể so sánh với Martinez về sự sông sáo máu lửa. Hơn hết, ngôi sao người Argentina còn sở hữu khả năng truyền bóng đầy ấn tượng. Không khó để nhận thấy MU đã có thể triển khai xây dựng lên từ hàng phòng ngự sau khi Martinez được tung vào sân ở trận gặp Sociedad. Anh đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng lối chơi, đồng thời còn có thể gây đột biến với những đường truyền xuyên qua các tuyến hay hướng vào khoảng trống của đối phương. Phòng ngự chắc chắn và có thể giúp xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, dễ hiểu vì sao Martinez đã góp mặt trong toàn bộ 8 trận đấu của MU trên mọi đấu trường mùa này. Diogo Dalot dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag, có thể nói Dalot đang trải qua những ngày tháng thăng hoa nhất trong sự nghiệp với khả năng chơi như một hậu vệ cánh hiện đại, di chuyển vào trung lộ để đảm nhiệm vai trò của một tiền vệ khi MU triển khai bóng. Kèm theo đó là khả năng hỗ trợ tấn công đã được cải thiện, ngôi sao người, người Bồ Đào Nha đang được đánh giá như nhân tố quan trọng bậc nhất của quỷ đỏ hiện tại. Bên cạnh đó, không khó để nhận thấy Dalot cũng đã khắc phục những điểm yếu trong khâu phòng ngự, nên anh có thể khiến Juan Bissaka phải tâm phục, khẩu phục và ngồi trên băng ghế dự bị. Tính đến nay, Dalot cũng là một trong số ít cầu thủ được đá chính trong mọi trận đấu của MU kể từ đầu mùa, đủ để thấy tầm ảnh hưởng mà hậu vệ người Bồ Đào Nha có được đối với lối chơi của Quỷ Đỏ hiện tại. Christian Eriksen Tương tự Dalot, Eriksen cũng góp mặt trong đội hình xuất phát của MU ở toàn bộ trận đấu kể từ đầu mùa, mà thực tế có lẽ tên cũng chẳng dám để tiền vệ người đan mạch nghỉ ngơi vào lúc này vì anh là nhân tố duy nhất trong tuyến giữa đủ sức giúp mu điều tiết và tổ chức lối chơi sau màn ra mắt đáng quên khi bất ngờ được chơi ở vị trí tiền đạo ảo Eriksen đã được bố trí thi đấu thấp hơn trong hàng tiền vệ và kể từ đó anh đã không ngừng tỏa sáng có thể nói cổ động viên mu luôn yên tâm mỗi khi bóng rơi vào chân Eriksen vì anh biết cách xử lý tốt quả bóng của mình để triển khai thế trận và được thay đổi. chỉ cần một đường truyền đến từ Ericsson thì nhịp độ trận đấu đã có thể được thay đổi hoàn toàn. Dù vậy, Ten Hag vẫn cần phải sớm tìm ra người chia lửa với Ericsson, vì hiển nhiên là anh không thể liên tục đá chính trong cả mùa giải. Sancho đang đi đúng hướng dưới thời Ten Hag. Có thể nói ra đường Sancho đang là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất của MU ở mùa giải này. Ngôi sao người Anh vừa nổ súng ở trận đấu gần nhất gặp Serit tại Europa League đó là màn bàn thắng cho thấy khả năng xử lý bóng lắt léo và kỹ thuật của cựu cầu thủ Đắc Môn. Sau 8 trận trên mọi đấu trường mùa này, Sancho bỏ tối 3 bàn thắng, thành tích chỉ kém hai pha lập công trong mùa giải vừa rồi, chứng kiến sự xuất sắc của Sancho, chuyên gia Noel Whelan bày tỏ trên Football Insider. Sự phản hồi tốt nhất về việc không thể lên đội tuyển Anh của Sancho là khi bàn trước Zedit và thể hiện màn trình diễn xuất sắc, mọi thứ không thể nào tốt hơn thế. Cậu ấy biết mình còn rất nhiều việc phải làm và cậu ấy đang đi đúng hướng dưới sự dẫn dắt của Eric Ten Hag. Cậu ấy đang thể hiện sự chuyên nghiệp và trưởng thành thông qua cách bản thân giải quyết sự việc. Sancho cần nỗ lực nhiều hơn để củng cố vị trí tại MU. Quan trọng hơn hết, chân chạy cánh sinh năm 2000 muốn thuyết phục Gareth Southgate trong bối cảnh World Cup 2022 sắp diễn ra. Phong độ hiện tại của Sancho tốt hơn nhiều cầu thủ tấn công ở tam sư hiện tại, vì vậy anh có thể sẽ được triệu tập cho World Cup 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!